Đối với những nông dân khu vực đất ven như huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, việc có được một giống lúa thích hợp với thổ nhưỡng không phải là chuyện dễ. Thế nên, đó cũng luôn là trăn trở lớn nhất của nông dân nơi đây. Và rồi khi mô hình 30 hectare trồng lúa Hương Châu 6 có mặt, nông dân đã thấy được thứ mà mình bỏ công tìm kiếm bao lâu nay. Khi biết được cái Hương Châu 6 này thì anh em mới thống nhất là làm cái Hương Châu 6 là 30 hectare để làm cái chương trình nhân giống với công ty. Cuối vụ thu hoạch thì trừ chi phí, nói chung là trong mô hình anh em làm là 30 hectare này là bán từ 6 triệu đến là 6 triệu 3 một công. Trừ chi phí lợi nhuận anh em quân bình từ 4 triệu rưỡi. Còn tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nông dân cũng không còn quá xa lạ với các giống lúa của công ty giống cây trồng miền Nam SSC cung cấp, đặc biệt là giống Đầy Thơm 8. Kể từ ngày sử dụng giống chính hãng, lúa cơi, cỏ dại đã không còn cơ hội hiện diện trên đồng. Chính vì thế, khi hay tin có thêm một giống lúa mới là Hương Châu 6 được SSC mang về Đồng Tháp, nông dân lập tức tiên phong tham gia mô hình. Thường là mình làm cái giống Đầy Thơm 8, nhưng mà hiện nay thì có thêm một cái thương hiệu mới là cái Hương Châu 6. Thì thấy là đây là một cái giống lúa rất là kinh tế, thấy đó, bước đầu là thấy rất là hiệu quả. Được cái công ty giống cây trồng miền Nam về đây là liên kết hỗ trợ cho bà con nông dân là cái đầu ra ổn định. Phải nói là góc độ của tôi là nông dân thì cũng là rất là thấy là như vậy là cũng một cái để mà cho người nông dân có cái niềm tin. Đáp ứng nhu cầu của nông dân trong khu vực, sau khi kiểm chứng hiệu quả giống lúa Hương Châu 6 trong vụ đông xuân 2020, ngay trong vụ hè thu 2020 sắp sửa xuống giống, công ty giống cây trồng miền Nam SSC sẽ hỗ trợ toàn bộ giống cho cánh đồng mẫu lớn 50 hectare tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2 với giống lúa Hương Châu 6. Đồng thời, phía doanh nghiệp thu mua là công ty lúa gạo Việt Nam Vinarice sẽ cộng thêm 300 đồng một ký vào giá lúa khi thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Giống lúa Hương Châu 6 này so sánh ra với các giống lúa khác thì thứ nhất là ít sâu bệnh hơn, đồng thời là cứng cây, ít cái bệnh đào ôn và cái trái bề lá. Thì qua một cái quá trình mà chính mắt của bà con nông dân mình thấy được và đồng thời cái bước mà vận động bà con nông dân mình thì rất là dễ dàng. Vụ hè thu này của năm 2020 đầu tháng 3 này lịch xuống giống thì bà con nông dân mình sẽ chọn cái giống lúa Hương Châu 6 để canh tác cho dài tiếp theo. Theo đánh giá, Hương Châu 6 là giống trồng được cả 3 vụ. Đặc biệt, ngay trong vụ hè thu, Hương Châu 6 thể hiện năng suất rất cao với trên 6 tấn rưỡi một hecta. Đặc tính của Hương Châu 6 là thời gian sinh trưởng khoảng 95 ngày, rất cứng cây, cơm mềm, xốp. Hiện thương lái cùng các công ty lương thực đang tập trung thu mua với giá cao hơn các giống khác từ 200 đến 400 đồng một ký. Bắt đầu từ năm 2020 thì công ty Hồng Tân đã có kế hoạch liên kết với công ty giống miền Nam để mà sản xuất hai cái dòng sản phẩm. Thứ nhất là Đầy Thơm 8 và Hương Châu 6. Về cái đặc tính thì Hương Châu 6 có cái độ dài và độ trong mềm thì cho cơm ngon, thì phù hợp với thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong bối cảnh chung, khi mà các địa phương đang đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, xây dựng các chuỗi giá trị bền vững cho nông sản, việc có được doanh nghiệp hỗ trợ giống chất lượng, cùng với đó là bao tiêu đầu ra cho nông dân, hết sức được quan tâm. Riêng đối với xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10, công ty giống cây trồng miền Nam SSC sẽ là đơn vị đầu mối trong công tác sản xuất giống chất lượng cao tại địa phương. Xã sẽ tiếp tục làm việc với công ty để cố gắng làm sao liên kết và làm sản xuất theo cái đơn hàng mà của cái phía công ty đặt để đảm bảo cái chuỗi giá trị và cái phát triển cái nông nghiệp nó bền vững hơn. Thì bước đầu thì cái 50 hectare này thì chỗ công ty là hỗ trợ. Tuy nhiên thì cái phần người dân là muốn tham gia này là nhiều hơn chứ không phải là ở dừng ở 50 cái hectare này. Tiếp nối Đầy Thơm 8, Hương Châu 6 ra đời đang hứa hẹn một sự đột phá mới trong công tác nghiên cứu giống. Người nông dân ngày nay không thể chỉ biết bán cái mình có là đủ, mà phải biết bán cái mà thị trường cần. Và không ai khác, doanh nghiệp chính là thị trường. Thị trường ngày nay đang đòi hỏi những giống lúa chất lượng cao, và Hương Châu 6
hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó nếu nông dân biết cách lựa chọn đúng giống chính hãng, không lưỡng tạp. Anh thấy thơm không? Là nó đảm bảo độ thuần của cái giống. Cái thứ hai là nảy mầm của nó rất là cao. Cái thứ ba, khi nó đảm bảo độ thuần và nảy mầm như vậy và hướng dẫn kỹ thuật rất là kỹ trên bao bì thì bà con nông dân chúng ta trồng với cái mật độ chúng tôi khuyến cáo là vụ hè thu này khoảng 80 đến 100 kg cho 1 hecta thì bà con sẽ đạt được năng suất rất là cao và chi phí đầu tư ngay trong vụ mà bà con sử dụng giống chính hãng của miền Nam thì năng suất cao và ít bệnh hại. Để có thế mạnh mở rộng và liên kết thu mua cùng nông dân Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, giữa tháng 12 năm 2019 vừa qua, dự án Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống và Chế biến Nông sản Đồng Tháp được xây dựng trên diện tích 5,2 hectare với hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ và tự động hóa bằng 100% công nghệ Nhật Bản đã được chính thức đi vào hoạt động tại xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, Đồng Tháp. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng, công suất chế biến bảo quản 100.000 tấn gạo một năm và 50.000 tấn giống một năm. Có thể nói, đây là một trong các dự án tiêu biểu nhất đầu tư vào nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2019. Song song với việc đưa trung tâm vào hoạt động, công ty lúa gạo Việt Nam Vinarice cũng chính thức ra đời để quản lý và vận hành trung tâm với mục tiêu nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng phục vụ 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng lúa xuất khẩu lớn nhất của cả nước. Cùng là thành viên của tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Vinasic, công ty lúa gạo Việt Nam Vinarice cùng công ty giống cây trồng miền Nam SSC đã thực sự mang đến những bước phát triển đầy tiềm năng cho nông dân Tháp 10 cũng như nông dân Đồng Tháp. Chúng tôi quyết tâm xây dựng vùng nguyên liệu càng ngày càng rộng lớn về công tác nhân giống ngay cái huyện Tháp 10 này, và song song đó chúng tôi sẽ triển khai trên diện rộng là tiếp tục xây dựng vùng nguyên liệu trong tỉnh Đồng Tháp cũng như những tỉnh lân cận của huyện Tháp 10 để chúng tôi thu mua bao tiêu những giống lúa Đài Thơm 8 và Hương Châu 6 mà chúng tôi làm lương thực. Việc công ty đặt một cái nhà máy trung tâm chế biến hạt giống và nông sản Đồng Tháp ở trên địa bàn của huyện thì đây là một cái thuận lợi rất là cơ bản, có cái nhà máy với một cái cự ly vận chuyển là thích hợp. Cái điều này nó sẽ làm cho giá thành của sản phẩm được thấp hơn. Và có thể nói rằng đó là cái cơ sở để tăng lợi nhuận trong sản xuất cho người nông dân. Huyện thì rất tâm huyết là chỉ đạo các địa phương để sản xuất, cung ứng và hợp tác để liên kết trong cái bao tiêu sản phẩm. Với 44 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, cung ứng hạt giống cây trồng, SSC không ngừng đầu tư nguồn lực, tiếp cận công nghệ tiên tiến của thế giới. Qua đó, chọn tạo, phóng thích và cung ứng các giống cây trồng mới chất lượng cao, phù hợp với nhiều vùng sinh thái trên quy mô toàn quốc và khu vực, góp phần hình thành nên những vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung. Cùng với sự ra đời của Vinarice, một chuỗi giá trị lúa gạo khép kín, quản trị thông minh trên nền tảng công nghệ 4.0, từ khâu giống, lương thực, xây dựng thương hiệu đang được hình thành rõ nét hơn bao giờ hết, góp thêm vào những mùa vàng bội thu cho quê hương, đất nước.